Vâng, trận đấu thứ hai diễn ra cực kỳ nhanh. Đây là Pamiran của tuyển Bạch Long. Yes. Đây là Maxi của Tôn ngoài cánh. Đây là AC của Việt. Vâng, lại một cung tuyển trong cánh rồi, rất đẹp. Và đây là Roman của Hoàng Lan. Chúng ta sẽ theo dõi ai đây? Vâng, Maxi. Maxi của Tôn. Vâng, quay trở lại với trận đấu. Đây là bãi hiêu của Tôm. Vâng, ngay sát một cánh rừng già. Khá đẹp rồi. Vâng, nhà của Tôm thì khá nhiều rừng, giá mà ăn rừng có thể lên được đầy ba thì có tốt quá. Rất nhiều rừng, rừng đẹp, hết rừng thông rồi đến rừng già. Vâng, đây là tiểu Bạch Long. Pamiran vừa ăn được một con sư tử rồi, có cả hươu và cả voi, khá đẹp. Đây là Việt, Việt cầm AC trong cánh. Lại một trận phũ phàng của Việt đây. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Còn đây là Roman của Chi Chi đã có hươu về rồi. Chúng ta quay trở lại với Tôm. Vâng, đây bãi quả đây rồi, cuối cùng đã có bãi quả. Không có đồ lùa về, trận này Tôm sẽ kích đời ra sao đây? Vâng, quay trở lại với trận đấu, các bạn có thể nhìn thấy rằng đôi voi đã nằm gục bên nhà chính của Tôm. Và đây đã có một chiếc hết thứ hai. Vâng, chiếc hết thứ hai để ăn bãi hiêu ngay sát rừng. Như vậy là Tôm có hai chiếc hết ăn rừng đẹp rồi. Một bãi quả phụ, khá đẹp. Vâng, đây là Pamiran của game thủ Tiểu Bạch Long, 18 dân. Không biết đã kích đời chưa. Đây là AC của Việt. Vâng, cũng có quả phụ rồi. Vâng, và đây là cũng có quả phụ rồi, Hoàng Lan cũng đã có. Thì là Hoàng Lan đánh 23 dân, ép sớm, đánh cùng với Tiểu Bạch Long. Ice, 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 ice
Như vậy là tôm đã có một bãi hiêu để ăn hoang rồi. Đây là một trận khá phu phàng của game thủ tôm đây, cầm Max C. Anh thay quần áo nhanh ấy. Có mấy công này kia, lấy công vào đây, ra lấy công vào đây. Vâng, hình như ở trận đấu này bên phía Hà Nội TP có một trận cầm pơ và lên đời cực sớm. Tôi không biết là bên Hà Nội cầm những quân gì, chỉ biết bên Thái Bình thôi. Chưa có chim lợn báo về. Vâng, TP đã lên xong đời. Rất khỏe. Person lên đời rất sớm. Chắc chắn là tôi sẽ cho gửi hai con y vào nhà của Tuti rồi. Ngựa giò đã công đến nhà của tôm rồi và tôm cũng đang công lại. Vâng, quay trở lại trận đấu lúc này thì game thủ tôm đang lao vào nhà của Long Phi bất bại. Long Phi bất bại không biết cầm quân gì đây. Tôi thấy là có cung. Vâng, lao thẳng vào nhà Long Phi trước, chưa lao vào nhà Person. Việc bên MC đã đẩy cung ra rồi, trong cánh đã đẩy cung ra. Vâng, ký gửi ngay một con y vào nhà của tu của game thủ màu 3 Tuti. Vậy là Long Phi bất bại đã phát hiện ra hai nhà bê y của game thủ tôm rồi. Vâng, số dân đi ăn hoang của tôm sẽ nằm xuống. Chết cha đi. Như vậy là lúc này thì tôm chỉ còn có 15 thôi. Đây là Việt. Lady Gaga, vâng, chuyển sang Lady Gaga. Lady Gaga trận này cầm Pamiran.
và đang khá hổ báo. Vâng, rất đông đàn bà đang chạy thẳng vào nhà Hippie của Long Phi bất bại. Có vẻ Long Phi bất bại đang bị ốp rồi. Hippie trong cánh ở ngoài cánh cứ tưởng chừng là person chấm tốt để anh sẽ khỏi mà đấy phát triển, nhưng không ngờ là Maxi đã đâm y vào. Và bây giờ là cả Parmesan đã đẩy thẳng vào nhà của Long Phi bất bại rồi. Vâng, Việt BM đã lên. Vâng, Việt BM đã lao lên, ba nhà ốp một. Vâng, không chuột thì cũng sẽ què. Dân của Tiểu Long đang đứng chơi khá nhiều một bãi quả. Vâng, ba nông dân đang đi tìm đồ ăn hoang, không thấy gì cả. Ở CO thứ 6 này thì bên phía Hà Nội vẫn giữ nguyên đội hình. À vâng, như vậy là Chí Lích đã ra rồi. Hoàng Mai Nhi vào thay, gồm có Linda, Tupi, Long Phi bại tức Long Keng và Hoàng Mai Nhi. Chí Lích có vẻ như đã nghỉ sau một hiệp thi đấu khá dài. Vâng, lại quay lại quả nhà của Linda. Tiểu Long đang khá đông lạc đà, rất hổ báo. Xem qua các nhà bên phía Thái Bình. Đây là Chi Chi tham 35 Roman đang đấu đầu với Linda. Đây là Việt BM tham 65. Vâng, AC tham 65. Đây là Tôn tham 4. Và Tiểu Long tham 33. Chúng ta hãy xem Tiểu Long chém hay như thế nào. Cùng anh đã đánh quá hay rồi, bây giờ hãy cùng xem chém của anh. Vâng, màu đỏ ở trong góc 3 giờ trận này cũng cầm cung. Không biết là cung tuyển gì đây. Long Keng trận này cầm Hitty rồi. Vâng, không được rồi. Nhà Hoàng Mai Nhi bo bế rất cẩn thận. Tiểu Bạch Long không phải làm gì được. Bây giờ anh đang lại lao lên nhà của Hitty chân chân. Vâng, cô lập nhà màu 3. Xin lỗi các bạn, cô lập nhà màu 2. Vâng, lúc này thì Tiểu Bạch Long đang gọi hội, gọi ngay game thủ Việt BM công thẳng vào nhà to cuối cùng bên phía team Liên Quân. Đó chính là Hoàng Mai Nhi cầm cung gì thì tôi không biết, dường như là Edith trong cánh. Vâng, góc 3 giờ. Bây giờ rất nhiều lạc đà của Tiểu Long đang chém cung của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, giữ bản đồ, lâng cấp chém 4 luôn. Vâng, ăn được khá nhiều cung của Hoàng Mai Nhi rồi. Vâng, chết khá nhiều, bây giờ lao thẳng vào nhà Hoàng Mai Nhi thôi. Dường như Việt BM cũng đang lao vào rồi, chúng ta đá con màn hình của Việt BM. Đây rồi, Việt BM vẫn đang bị person quản khá gắt. Hợp, như vậy là hợp quân với Tiểu Bạch Long rồi. Tôm đang còn 5. Vâng, đây Tiểu Bạch Long tham 29. Vâng, vào nhà của Hoàng Mai Nhi bây giờ dễ dàng hơn quá nhiều rồi. Vườn không nhà trống. Vâng, phút dân chắc chắn là như vậy. Parmesan quá phũ, chém 4, lạc đà đông như con ngựa. Vâng, rất nhiều nông dân, rất nhiều nông dân của Hoàng Mai Nhi đã nằm xuống. Vâng, còn lại cả Việt nữa. Quá hay. Một trận đấu quá phũ phàng của Tiểu Bạch Long. Rất tiếc tôi không qua anh ngay từ đầu. Việt BM một trận cầm cung trong cái, chúng ta sẽ xem Việt BM. Vâng, rất phũ phàng, tham là 77/96 vẫn bị person của TT chặn rất gắt. Nhưng mà tham của Việt BM đang quá khỏe rồi, đè quá mạnh rồi. Tutu đang rất cố gắng nhưng mà một mình Tutu không phải làm nên mùa xuân được. Tham Lai, vâng, đè quá mạnh rồi, đang là 70-30. Ta mong của bỏ thông cảm cho. Như vậy là Long Keo mùa nữa anh lại nhanh chóng quyết tỷ số là 2-0 Thái Bình ở trận đấu thứ 6.